tôi gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón chào Tết Trung Thu 2022 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban Chấp hành Đoàn xã Quang Trung, được sự nhất trí của Ban Chỉ huy, Chi bộ thôn Mỹ Nguyên. Hôm nay, Ban lãnh đạo thôn cùng Đoàn Thanh niên thôn Mỹ Nguyên tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng Tết Trung Thu 2022. Về dự và chỉ đạo đêm văn nghệ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Đức Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Trung; ông Nguyễn Văn Kiếp, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; ông Tạ Văn Huẩn, Đảng ủy viên, cán bộ Tư pháp xã. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự đêm văn nghệ hôm nay còn có các ông bà đại diện Ban Chi ủy, Chi bộ, Ban lãnh đạo thôn, các ông bà đại diện các chi hội, chi đoàn, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp trong thôn đã về dự. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Đêm liên hoan văn nghệ hôm nay, chúng ta còn được đón đông đảo nhân dân cùng các em thiếu niên nhi đồng trong thôn về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, khi những cơn mưa mùa hạ thưa dần, những tiếng ve không còn râm ran trên vòm lá là lúc báo hiệu mùa thu về, đến hẹn lại lên, các em bước vào năm học mới và đón Tết Trung Thu của các em. Tất cả các em đều thấy vui tươi phấn khởi và hạnh phúc. Các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, vui Tết Trung Thu nhưng không quên nhiệm vụ học tập. Bác Hồ kính yêu đã từng nói, non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Vì vậy, việc chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng, những mầm non tương lai của đất nước, là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân. Trung Thu là ngày mà các cấp, các ngành, các chính quyền dù bận bao công việc nhưng vẫn dành thời gian để tổ chức Tết Trung Thu cho các em, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đón Tết Trung Thu vui vẻ để các em bước vào cuộc sống tương lai. Kính thưa các quý vị, thưa các em thiếu niên nhi đồng yêu quý, nói đến Tết Trung Thu, chúng ta lại tưởng nhớ đến Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Sinh thời Bác Hồ đã từng dạy, vì lợi ích 10 năm mà trồng cây, vì lợi ích 100 năm mà trồng người, nên Bác vẫn luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Trung Thu trong sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương. Với tình cảm trìu mến cũng là niềm mong mỏi của Bác với các em thiếu niên nhi đồng, mong các em hãy luôn phấn đấu chăm ngoan học giỏi, không phụ lòng mong mỏi của Bác, của các cấp lãnh đạo, của cha mẹ, thầy cô và những người luôn quan tâm dành trọn tình cảm cho các em. Với sự chuẩn bị của các em thiếu niên nhi đồng cùng chi hội cơ sở thôn hội tụ về đây cất vang lời ca tiếng hát điệu, làm cho đêm không khí liên hoan tối hôm nay trở nên sôi động và đầy ắp niềm tin yêu. Hy vọng rằng những tiết mục văn nghệ hôm nay sẽ mang đến cho các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và các em thiếu niên nhi đồng những giờ phút vui chơi, bổ ích và vui vẻ. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm Trung Thu văn nghệ 2022.